Hello, xin chào lớp mình. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đã học đến lesson 7 rồi. Lesson 7. Và chúng ta sẽ học hai cặp âm họ hàng là âm B và âm P. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với âm đầu tiên. Âm B, B. À, và chúng ta sẽ cùng nhận định xem là đây là âm hữu thanh hay là âm vô thanh nha các bạn nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình giấy bút này và một cốc nước để các bạn có thể tiện nhấp môi khi các bạn cảm thấy khô họng. Được chưa? Are you ready? Yeah! Here we go! Mình sẽ phân tích cái phát âm của âm này. Hai môi chạm vào với nhau nhưng mà chúng ta sẽ không bặm chặt các bạn nhỉ. Và các bạn sẽ để tay lên cổ họng để cảm nhận dây thanh âm rung không nha. Đúng không ạ? Very good. Rồi. Và đây chắc chắn là âm hữu thanh rồi. Vì sao ạ? Vì dây thanh âm rung đúng không cả lớp? Nha, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành âm này vào các từ sau đây. Các bạn sẵn sàng để ghi chép lại, luyện nghe sau đó ghi chép lại nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với từ đầu tiên. À, âm A. Bờ, không có âm ơ đằng sau, các bạn được đọc là thấp bờ nha. Nó chỉ là âm b, b, đứng một mình chỉ là b, chứ không là bờ, ok? No? Tiếp theo, thấp, thấp. Ok, good. Tiếp theo, yêu, yêu, yêu. Âm, rồi âm yêu, nối lại nha. Two. Tube. Very good. Tiếp theo là cả lớp nào. Above. Các bạn đã học từ này trong âm v rồi. Và các bạn sẽ nhìn thấy này. Av. Không có á hay là about như và mình đã sửa rồi. Av. Above. Above. Again. Các bạn lại nhé. Above. 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 Bạn nào chưa phát âm được thì các bạn phát âm cái hai âm đuôi nè. Av, av, không nhận trọng âm. Bav, bav. Rồi, good. Chắc chắn các bạn làm được thôi mà, đúng không? Để tập tiếp nào. Oh, các bạn phát âm nhỉ? Oh, oh, không phải b. I'm so sorry. Oh, rope, rope. Âm khẩu hình miệng các bạn như hình chữ U. Khẩu hình miệng tức là bên ngoài nó nhìn vào, nhưng mà lưỡi các bạn giật lại đằng sau. Rope, oh, rope, rope. Very good. Tiếp nào. Từ này có 3 phụ âm đi cùng với nhau. Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây. Sk, sk là hai phụ âm mà các bạn đã học rồi. Còn k chưa, sk, sk không đi cùng nguyên âm nào cả, nên chúng ta chỉ bật âm đấy ra thôi, nguyên bản của âm đó. Sk, sk, sk. Còn đây này, scrub, scrub, scrub. Again, again, scrub, scrub. Good. The scrub. Tiếp ạ. Scrub. Rock. Này chỉ cần bỏ đi hai phụ âm, đúng không ạ? Hai phụ âm này thì sẽ thành rock. Rock. Good. Tiếp theo nè, cả lớp nè. I. Bribe. Bribe. À, chúng ta cũng có hai phụ âm thì âm b, chúng ta chỉ âm b, không bật bờ ra hay là tức là hai phụ âm đi cùng với nhau thì cái âm này chúng ta chỉ bật nguyên bản của âm đó thôi. Còn
Đây đi cùng với I thì chúng ta bị đọc ra là ride. Okay. Có đứt cả lớp đó là nào. Sorry. Bribe. Okay, I bribe. Next one. Number. Các bạn còn nhớ âm đúng không ạ? Lưỡi ta lên gần miếu này. Number. Chúng ta chú trọng luyện tập từ tí một thì nó sẽ hoàn hảo dần thôi. Không sao, chúng ta quan sát và để ý thật sự cái bản chất của âm đấy là như thế nào thì dần các bạn sẽ phát âm được thôi. Là number. Đó, phải thực hành mới nhận ra được nhá. Tiếp ạ. Probably again. Cả lớp đọc lại nha. Probably. Chúng ta có hai âm b ở đây. Probably. Probably. Thơ nhận trọng âm b ly. Không nhận trọng âm mình giống viền xuống, chúng ta đi trầm xuống. Probably. Probably. Again. Probably. Đúng rồi. Number. Probably. Good. Tiếp ạ. Âm e bè nào cả lớp nào. A. Cab. Là taxi. Đó. Các bạn đã đặt nhé. Cab. Là những loại xe taxi đó. Cab. Rồi. Tiếp ạ. Chúng ta có xuất hiện âm này. J. Âm này là âm J. 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 Job. Job. Cả lớp đã đặt nhé. Job. Ok. Job. Tiếp ạ. Marble. R. Cả lớp đọc lại nào. R. Marble. One more time. R. Marble. Mar. Mar. Âm tiết thứ hai. Marble. Marble. Đó, âm A dài. Long vowel sound. R. Marble. Marble, bò không phải bồ đúng không ạ? Bò, marble, đá. Rồi, cả lớp cùng đọc lại nhá. Từ đấy bạn đọc là gì ạ? Tub, next one. Tube, next one. Above, good, next one. Rope, next. Scrub, next. Rub, next. Bribe, next. Number, next. Probably, good. Next. Cab, next. Job, next. Marble. Đó, rồi. Chúng ta đi vào những cái hàng dòng cuối cùng nha. Nào, cả lớp nào. Suburb. Từ này hơi khó một chút đúng không ạ? Từ này có hai âm tiết. Một, hai. Âm tiết đầu tiên chỉ là sa thôi. A. Sa. B. B. Chuyển sang âm
đã thấy thì chúng ta hai đương nhiên là cặp bông họ hàng của nhau thì cách đặt vị trí của bông sẽ rất là giống nhau đúng không ạ? Thì hai môi chạm vào nhau, các bạn vào ra bật, đấy là âm bật, à đó là âm hữu thanh. Thế còn âm này sao? Giới thiệu âm không dung cả lớp nha. Giới thiệu âm không dung được chưa? Có nghĩa là bật. Ok, chúng ta sẽ cùng thực hành với âm này nhé. Được rồi, cả lớp ơi, các bạn nhìn lên đây từ đầu tiên. Từ đầu tiên thì có chứa gì ạ? Có chứa âm sh, âm sờ nhạc nặng. Sh, o, 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 sh, shop, ok, đó, shop. Rồi. Chúng ta xem nào. Bởi vì đây hai âm này là các bạn nhìn thấy ở trong video là tô màu đỏ đúng không ạ? Thì hai âm này chính là hai âm chặn. À, âm chặn là nào? Âm dừng lại chứ không có sự ngân nên các bạn được lò pờ ra mà nó chỉ là ok, shop, shop. Ok, got it, tiếp ạ. À, âm dài này. Để ý âm, chúng ta sẽ để âm sh sang một bên nhá. Sh. Rồi, tiếp A dài này. R. R. Rồi, R. Sharp, chúng ta nối vào nào. Sharp, sharp. Đó, đối nghịch với sharp là gì nhỉ? Là blunt. Đó, blunt là cùn đúng không ạ? Blunt. Sharp là gì ạ? Là sắc. Mình không dạy trong chương trình phát âm này, mình không dạy phát mình không dạy từ vựng đâu. Bởi vì sao? Mình muốn là mỗi giai đoạn các bạn chỉ tập trung vào một kỹ năng thôi. Đó, chúng ta hoàn thành một kỹ năng rồi thì chúng ta học về kỹ năng tiếp theo rất là dễ thôi nhá. Đó, blunt, blunt. Đấy, nó như một cái giai đoạn tập đọc đấy ạ, cả lớp. Blunt. Các bạn tập đánh vần trong như tiếng Việt đấy. Đó. U. Âm này âm nhẹ. Soup, soup, ok, soup, soup. Next one. Y ngắn nào. Y. Ship, ship, ok, không phải sheep, no, ok, y, ship, y, ship, y, ship. Next one. Tiếp nào, cả lớp nào. Oh, oh, crop. Chỉ bật âm này ra bởi vì nguyên bản chỉ một mình đứng thôi. Rock, rock, crop, crop. Đó, rồi. Tiếp theo nào. Y dài nào. Eep, eep. Rồi, đây có hai phụ âm. Cái âm này đứng một mình đúng không ạ? Đằng sau không nguyên âm nào cả. Chúng ta chỉ phát âm là ra thôi, không được là sờ. Đây là người. Rồi, leap. Âm leap. Sleep, again, sleep, sleep, another sleep. Nào, tiếp theo là bạn nào. Âm h, đơn giản dạng âm e, mềm ngắn đây. E, e, đó nghe. Không nhưng chúng ta lại không đọc là e, trong tiếng Việt mà là e. Và âm o, l, nào các bạn, hell. Ví dụ bây giờ mình đọc chỉ đọc đến hell thôi nhá. Âm p, mình đang bỏ qua một bên đã nhá. Help, 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 again, help, một lần nữa nào, help, good, help, let me help you, let me help you, again, let me help you, chứ không phải là help you, okay, đó, nha, help, help me, đó, next one, tiếp nào,
Ở lớp âm in ra là people. Sau cái từ này thì hy vọng các bạn đã biết phát âm từ này. Chúng ta không được là pupil, mình chỉ đơn giản là people. People. Again, people. Đúng rồi. Thế bạn A happy. Happy. One more time. Happy. Happy. Đó. A happy. Happy. Chứ không đọc là happy. Các bạn nhìn này, chữ cái có hai âm thờ, nhưng mà phiên âm của nó, phát âm của nó chỉ có âm thôi. Chữ đó, chữ cái có hai letter, two letters, p, ok. Nhưng mà cái phần sound đó thì có một âm thôi. Happy. Nó là happy chứ không đọc là happy. Happy. Happy birthday to you. Happy. Happy birthday. Đó, happy birthday. Đó, chứ không là happy. Happy, happy. Next one. Eve. Eve. Keep. Keep. Đó. Keep. Keep it. Giữ nó đi. Keep. Keep going, everyone. Keep going. Keep trying. Đó. Keep. Next one. Deep. Deep. So deep. Okay, no. Deep. Deep. Next one. Rapid. 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 Again. Rapid. 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 Cũng như vậy. Ra là âm thanh đầu tiên và pid là âm thanh thứ hai. Rapid. Rồi. Nữa là d. Rapid. 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 Ở lớp mình cùng làm lại nha. Đây bạn. Shop. Next one. Sharp. Next one. Soup. Next one. Ship. Next. Crop. Next. Sleep. Next. Help. Next. People. Next. Happy. Next. Keep. Next. Deep. Next one. Rapid. Chúng ta cùng thực hành những từ cuối cùng này. A cup. Cup. A cup. Rồi, thế ạ. A, nữa là số lần nữa. A nap. Take a nap. Nap. Nghỉ ngơi một chút rồi nhắm mắt lại, chớp mắt các bạn. A take a nap. Take. Take. Okay. A nap. Chớp mắt một lát mà. Take a nap. Nap. Thế bạn. Pepper. Pepper. Ừ. Cái này. E. Pe. Có hai letter P đúng không? Two letter P. Ok. Two letter P. Pepper. Per. Pepper. Và lại nào. Pepper. 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 Thế bạn. Cầu. Nào. Oh. Cold, cold, up, cold, up, up, cold, up. One more time. Oh, cold, up. Các bạn nghe hơi lạ đúng không? Nào, up, up, cold. Không nghĩa là oh, up, cold, up. Rồi, cả lớp mình đọc lại nha. Cup, nap, pepper. Pepper, pepper, gum earn. Chúng ta đọc chậm xuống. Pepper, thế là cold up. Yes. So, vậy thì qua bài học ngày hôm nay chúng ta học được hai vấn đề. Đầu tiên thì hai âm b. Đây là hai cặp âm của nhau đúng không ạ? Và cách phát âm thì đương nhiên là giống nhau. Cùng đặt vị trí là hai môi chạm vào nhau và bật ra. Tuy nhiên, một âm là hữu thanh b và một âm là vô thanh. Một vấn đề nữa chúng ta cần hiểu đó là hai âm này là âm chặn stop, consonant, sound. Tức là âm chặn, ok? True stop, true stop, consonant, sounds. Hai âm chặn thì chúng ta không có độ ngân mà chúng ta dừng lại, chặn. Ví dụ stop, stop, chứ mà stopper. Đó. Rồi,
Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment phía dưới để mình có thể hỗ trợ các bạn được tốt nhất nha. Còn các bạn muốn nộp bài, thực hành bài tập và muốn mình có thể sửa được, tức là mình mong muốn có thể sửa bài cho các bạn được á, thì các bạn quay lại cầu miệng, các bạn phát âm từng từ một của từng âm một và các bạn nộp lên nhóm học cộng đồng phát âm tiếng Anh chuẩn của Vì Hoa Huệ, thì mình và các bạn trợ giảng sẽ hỗ trợ chấm sửa bài cho các bạn hàng ngày. Đấy, quan trọng chỉ cần các bạn học thôi. Đó. Thank you for today. Goodbye.